Chào các bạn, đây là Anna đây. Hôm nay mình sẽ đi khám phá Animate ở gần chỗ nhà mình, ở Kawasaki nha. Trước cửa Animate thì có rất là nhiều các máy gacha. À, chỗ này không phải là trước, chỗ này chỉ là phía đằng bên cạnh thôi. Này có rất là nhiều hình luôn. Đây còn có ghi chú, mỗi một người chỉ được phép quay 3 lần để dành cơ hội cho những người khác. Nhiều dã man, toàn là Kimetsu no Yaiba. Ngoài Kimetsu no Yaiba thì còn nhiều các cái loại máy khác, ví dụ như Yenkosensei nè, có 200 yên một lượt quay thôi, rẻ. À, thường hàng manga anime thì giá quay sẽ đắt hơn. Con Nikonan nè, tận 500 yên một lần quay. Đây còn có rất là tiện lợi là có một cái máy để đổi tiền. Mình nhét tiền giấy vào đây thì nó sẽ ra xu. Vì các cái máy quay các trong đây thì chỉ dùng xu thôi. Đây là bảng giới thiệu những sản phẩm sắp ra ở anime. Thì đây mình nhìn có thể thấy hầu như là đồ của Kimetsu no Yaiba. Ví dụ như cái này được nói là ra đến tháng 9 là ra nè. Còn đây là bảng danh sách được pre-order. Nếu mà ai muốn pre-order thì có thể lấy mã số ra quầy thu ngân để pre-order đồ mà mình thích. Mà thường là tra trên mạng thì mình sẽ đặt mua luôn chứ cũng chẳng cần phải ra cửa hàng. Để có thêm một đống máy gacha nữa ở ngay gần khu cửa vào. Đây chính là khu vực cửa vào Animate. Hôm nay mình đi là cuối tuần nên là có khá là đông người. Như ở Việt Nam khi mà mới vào những cái khu nào mà chuyện mới ra sẽ được bày ngay ngoài cửa. Ví dụ như ở đây, đây phát ra Nozaki Kun tập 12 nè. À chỗ này kiểu sơn này rất là nhiều, Saman King này biết đấy bếp. Các chuyện thì đều được mọc bàng co hết để đảm bảo mới 100%. Kimetsu no Yaiba được nguyên một khu luôn. Dr. Stone này. Là không gian ở bên trong anime. Nó chia làm từng khu. Đi từng dọc thấy cũng rất là màu mè, quảng cáo các thứ. Một đây lại có in một cái trang truyện ra xong rồi lồng khung treo lên quảng cáo. Ở trong anime rất chú trọng về quảng cáo. Ví dụ có cả màn hình chiếu nữa. Ví dụ đây là bộ Kanojo Okarishimasu, cái bộ bạn gái thủy. Có chiếu luôn cả trích đoạn trong anime luôn nè. Đứng dưới thì vẫn bày chuyện như bình thường. Góc bên này có Re:Zero này, này vừa mới ra season mới. À đâu, bộ này là bộ Yahari mà. À đây, góc Re:Zero. À, đây nè. Đẹp đi. Có cả manga lẫn novel. Bé bé là novel. Quyển tập 6 này còn được tặng thêm một cái thẻ của cái con phù thủy mới này. Xem rồi nhưng mà không nhớ tên. Chuyện trong anime thì chia làm nhiều khu khác nhau. Rất chú trọng vào quảng cáo bắt mắt ở bên ngoài. Ví dụ như đây có để sẵn từng trang của chuyện này. Phía trên cũng treo các kiểu. Bộ này thì mình không biết. Ở chỗ sẽ có chia ra, ví dụ như đây là bên MS Comic. Là tìm chuyện ở Nhật thì rất là khó ấy, tại vì mình nhiều khi chả hiểu là nó sắp xếp theo thứ tự như thế nào nữa. Đây thì thỉnh thoảng đi có thể gặp một cái quyển giới thiệu chuyện, nhà giới thiệu bộ này.
có để sẵn để cho mình đọc ké khoảng một vài trang cho mọi người đọc, có vẻ nhiều trong cũ xí cũng xèo ra rồi. One Piece tuyển tập của anh Luật Novel. Đây chắc là tập mới nhất. Lâu lâu không check One Piece chẳng nhớ rồi. Dành tập bao nhiêu? Tập này là bao nhiêu? 98. Chắc là tập mới nhất đấy. Khu bên này đều là của bên trong này, ký hiệu trong comic. Thường chuyện Nhật hay có thêm cái phần OB để quảng cáo nói thêm. Nhìn trông nó đẹp đẹp. Tổng thể ở một cái con đường này có những bộ nào hot hay là hay, hay được bày riêng ra, hoặc là những cái bản đặc biệt như cái này để tặng kèm thêm nên trông xịn gớm, nặng thế. Thêm bao tiền? 3.700 yên lận. À giá ở đây thường là giá chưa kể thuế nhé. Thỉnh thoảng vào những sự kiện hay là phát hành những cái quyển nào đấy hay hay cũng có đồ tặng kèm. Ví dụ như đây, quyển phết này có tặng kèm một cái postcard của Astic. Nhà lật ra cái là mình biết ngay là có đồ tặng kèm ấy. Thường là những cái đồ tặng kèm này tùy từng nhà sách khác nhau sẽ tặng khác nhau. Thì là anime thì tặng đồ này, còn ở chỗ khác như kiểu Melon Book hay là Toradora thì lại tặng khác. Đây, quyển này cũng có tặng kèm này. Tiếp theo là dãy bên tạp chí. Xuân Lên Trăm này. Wow, quần này nặng dã man luôn, chắc tặng kèm một mớ. Để ném nhau giữa đầu. Nên ghi kì. Mui. Ngoài chuyện ra thì có cả tạp chí game nữa, như fantasy này. Cái dây ba magazine này. Cái này mỏng hơn, to. To lắm à. Idol cũng có luôn. Kiểu tổ liều cổ. Chưa được các thể loại tạp chí. Đây có một góc trưng bày chữ ký. Hi hi, không cho chụp ảnh, quay lén lén xíu. Đây là gian sơ dô nè. Spiky Energy. Các bộ khác. Nhìn cái đã thấy sơ dô hừng phấn tung tóe. Bộ này nhìn vẻ đẹp thế. Hi, dàn vào các fan nhân yêu thích. Ngoài lớp comic luôn. Nhiều dã man luôn. Nguyên cả dãy này luôn đó. Đây chắc là khu các bạn Hủ yêu thích đồ boy love. Nhìn gắn viết các kiểu xịn to chưa. Đây này tao đúng tao đoàn luôn, nguyên một khu. Tất nhiên là với chuyện Nhật thì chẳng bìa không có xem sò gì mấy. À hi hi, bộ gì đây?
hot hot đang quảng cáo đây. Mình thì không ham cái loại này lắm, nhưng cái cho các bạn biết. Tiếp theo Cola Novo này. Cả cái bình này. Thỉnh thoảng sẽ có dán những các cái quảng cáo như là đang có chương trình là trong tháng 9 sẽ mua đồ sau đó tích điểm rồi đổi được quà hay sao ấy. Như cái này là được 3 point này. Kiểu mình mua một quyển truyện hay là kiểu comic novel các kiểu sẽ được 1 point, xong rồi được bao nhiêu point sẽ có thể đổi được như thế này. Chắc là 15 point hoặc 15 quyển. Đổi mấy cái móc khóa này. Kia file 7 point được này. Thứ phết. Mình phải nhìn qua vào mấy cái dán quảng cáo này nhìn trông xinh ấy. Vội làm kiểu này sẽ gặp hai lúc ban đầu thì chắc là đẹp hơn. Ngoài chuyện ra thì anime còn có rất là nhiều vật phẩm poster thứ ăn theo. Ở đây là bento hall này. Unity này có một chỗ được phân khu ra rất là rõ ràng. Đó, con xinh xinh mà thường gút ở bên anime nghe khá là đắt đỏ. Đây ví dụ như em bé bé này 1.870 yên, tức là cỡ khoảng gần 400.000 con bé bé. Đây là mới thấy là hàng official nó đắt đỏ như thế nào. Đây phân khu phải cháy tờ Ghost. Vô vàn bạc ngàn luôn. Banana Pit này. Mấy cái này là đều là random, bên trong không biết là hình gì. Nhiều chưa? Nhiều dã man con ngàn luôn. Của Nianco Sensei này. Đấy, một cái ví gì tận 638 yên. Dã man. Là thường hàng của Quốc thì nó sẽ có thuế luôn rồi. Sao giá trên là bao gồm cả thuế. Cái mắt này cũng xinh này. Mặt ngu vậy. Của bên Quốc thì thường lúc nào đông đúc nhất. Không yêu cả người lớn cả trẻ con các thứ. Bên kia mấy sợi nơi dây bài mà gắn từng mặt hình từng đứa một cứ teo ấy. Tanjiro. Nên đâu rồi dù đến tháng 1 năm 2021 ra này. Nhớ. Cặp xinh không mình mua liền. Mấy cái đồ official bên anime thì khá là đắt luôn. Đây. Một cái móc khóa giá 1.200 yên. À cộng thêm cả thuế nữa. Thế là bao nhiêu? 300.000. Dã man. Ồ cái này là khắc kiểu khắc gỗ này. Đẹp ấy. Là mình có thể kẹp ra để bày trên tường nhà. Có cả bút luôn. Chung là bên Ghost thì rất là nhiều đồ ăn theo. Và giá thì tất nhiên là sắp ra miếng. Tóc chuyển thành màu hồng hồng luôn. Mấy cái đồ trong hộp này bán lẻ đều là hàng random ý. Mình không biết bên trong là gì cho đến khi mở ra. Và đồ gì thì nó sẽ nói ở phía bên ngoài. Bây giờ một trong năm đứa này. Nó không biết đến nào. Một tủ trưng bày. Cái này là cái gì? Một Pokemon. Ừ.
dạng Nusca. Ồ, cái này còn có figure kết hợp mà giữa Cosmic với cả Lemmy. Với giá là 3,5 cỡ hơn 7 củ trên mây. Đây có biển cấm không được ăn uống này, không được hút thuốc, blah blah các thứ ở trong này. Khi mình mua xong thì sẽ có chỗ xếp hàng vì corona nên là từng chỗ xếp hàng đã được giãn cách như này. Rồi ra đến quầy. Đấy, em bé đứng xếp hàng mua tiếp theo luôn. Mình kéo theo một rổ gia đình luôn. Nhìn cứ tê vãi. Đến đây thôi chứ mình có mua gì đâu. Mới đang đi cũng thấy một chỗ bán mặt nạ trong Conan. Thế đeo cái này vào thì có phá được án không? Cái mặt nạ Shinichi Hamori. Úi giời, 1.650 yên một hộp đó ạ. Mặt nạ tên áo đen luôn. Cái mặt nạ nó cũng màu đen luôn. Này, cô bán mấy cái đồ lặt vặt kiểu cái túi mà khoe kiểu túi phải đối. Nó trong xong rồi có một cái lớp phía bên ngoài đây. Để kiểu mình để huy hiệu linh tinh các thứ, bên trong mình vẫn hết đồ bình thường. Ở ngoài kiểu để các cái vớt khác để khoe hàng. Rất nhiều size luôn. Trông hay ho vãi. Đây này, cái gì này. Để khoe các con. Ngoài chuyện với cả vớt ra thì ở anime còn bán cả CD nữa. Ở Nhật vẫn rất thịnh CD nhạt nhẽo các thứ nha. Vì bản tiền căng mà, với cả mua CD còn ủng hộ được thêm tác giả nữa. Cái bài CD như mình có biết một cái bài khác rồi, nhưng là dạy mình sẽ xem lại. Từ đây mình có CD của Love Line này. À quên nhầm, Idol Master chứ. Rất là nhiều loại luôn. Bạn nhân viên chăm chỉ, chắc hàng nhìn trông cũng xinh dai. Đây có biển cấm trộm cắp. Ngày xưa cũng có đọc một cái bài là thỉnh thoảng có hay có bọn nước ngoài, thậm chí có cả bọn Việt Nam hay đến xong rồi kiểu móc trộm các cái quà tặng ở trong chuyện hay là trong đĩa các thứ ấy. Dị vai trưởng, để yên đấy là người ta còn mua chứ. Cuối cùng là khu event ở đây sẽ dán thông báo về các event diễn ra. Mà đang tình hình dịch bệnh này chắc là cũng ít có event kiểu offline. Đó là các cái event online. Các thông báo ra mắt. Thực sự ở đây. Đây cái nhóm Crowd đây. Tôi mua vé để vào kỷ niệm đi. Nó diễn ra vào 17 tháng 10. Ở đây có hoãn không? Đấy, kiểu kiểu thế. Nó thông báo ra DVD, Blu-ray. Anime còn cho cả pre-order đồ nữa. Ví dụ như Nendoroid này, mình sẽ lấy một cái thẻ mã ở đây. Nhân viên sẽ quét mã cho mình để thanh toán. Xong rồi đến cái ngày ấy thì mình có thể ra lấy hoặc gửi về nhà. Hay thì tùy, mình cũng chưa mua cái này bao giờ, hay mua pre-order trên mạng luôn. Chứ ra tận đây mình tính cho nó khổ ra.